Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cửa hàng chúng tôi đang bán chiếc xe Mazda 3 số tự động 1.5 sedan màu vàng, sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, biển Tam Hoa, rất đẹp. Xe mới chạy được hơn 5 vạn km, lốp sơ cua còn nguyên chưa hạ. Xe được trang bị động cơ 1.5 lít với hộp số tự động, nội thất da cao cấp, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, sang số thể thao trên vô lăng, màn hình, đầu DVD, camera lùi, cảm biến lùi, gương gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, điều hòa tự động, cửa nóc, vân vân. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên bản, tất cả còn nguyên bản. Giá bán là 469 triệu đồng. Chúng tôi có hỗ trợ trả góp, vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục nhanh chóng, đơn giản chỉ từ 3 đến 5 ngày là quý vị đã được nhận xe. Ai có nhu cầu vui lòng liên hệ số hotline 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Xem xe tại cửa hàng chúng tôi ở số 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn.